Ly mến chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn, các em. Cảm ơn quý vị đã đến với Ly Tala TV. Kính thưa quý vị, Ly không tưởng tượng được là một người mà khoác áo nhà tu như thế này mà lại mở cái miệng ra, ôi giời ơi quá. Kính mời quý vị cùng xem lại cuộc khẩu chiến giữa ông Thích Minh Tấn trên kênh Phố Bonsai TV và CEO Nguyễn Phương Hằng. Ly xin phép ghép cái cuộc đối đáp này lại như một khúc hòa tấu vui, góp vui cho quý vị, coi mà cười vỡ bụng luôn quý vị ơi. Một thần tăng như vậy bảo là cái thá gì, cái con tát giữa trời đời, không bằng cái móng chân của cái không bằng cái bàn chân của sư Minh Tuệ nữa. Bà tự cống cao ngã mạng, nói là phán xét không trượt phát nào, giờ coi như là nói sư Minh Tuệ 50% đúng, 50% sai là cái gì đó, bảo là cái gì mà phán xét sư Minh Tuệ đó, vậy đó. Còn đó, sư Du Tăng Thích Minh Tánh còn chưa dám nói về sư Minh Tuệ nữa, còn đó là bả là cái gì mà ở tù mới ra thôi, ở tù mới ra là nhờ tiền bạc chứ không thôi là tàn mạng rồi. Đó đó, đó rồi rồi đó, người ta gửi hình qua nè, bả là coi như là nói là bả là cũng như là cái này là Phật tử nói chứ không phải sư nói đâu, gửi về quý vị muốn gặp từ sư đưa, nói có sách là mách có chứng, nói bả là gái giang hồ, gái hạng sang thôi, gái giang hồ, gái hạng sang thôi, bả là cái gì đó, cái dĩ dạng vừa giấy dễ gì dấu giếm. Thôi vậy thì em nghe nhiều người nói anh cũng đi chơi gái mỗi ngày thì sao? Bây giờ á, anh phải gọi em á, không phải là con Hằng hay là bà Hằng nữa, mà là Thích Anh kia. Hôm qua giờ em cũng tương tư anh lắm, biết anh làm đi tu làm gì ở ngoài đời, chơi với em vui biết mấy. Bả là con, bả là một con gái giang hồ, một cái gái coi như là hạng sang mà bị đặt mà dám coi như là phán xét không trượt phát nào với sư Minh Tuệ làm sao đó, bởi vì cái miệng của bà đó, bà cẩn thận con ớt chết gì cái miệng. Hồi xưa bà là con gà, con gà đó, con gà là bị sát kê hết hầu, giết gà để dọa kỹ. Bây giờ đó bà ra tù, bà ra tù, bà biết con heo không, con heo nó mập thù lù, bà tưởng đâu bà đẹp hả, giống con heo nó mập nè, mà khi mập heo, nuôi heo mập là nó làm thịt phải không? Anh chửi em trời ơi thiệt là nhiệt tình quá đi, nhớ nha phải mặc cái 50 quần slip lọt khe của em để lòi hai cái trái dính của anh ra ngoài nữa không? Nực lắm rồi đúng không? Đổ có hơi dái rồi đúng không? Em biết nè đó, em biết anh giận em nhưng mà anh ngu một cái á, là em chưa có quất thoát nào hết mà anh trượt, anh tự anh trượt luôn. Em nói quất không trượt thoát nào mà tự nhiên anh trượt trước em. Con Hằng này nó bị ảo tưởng, nó kêu là illusion, nghĩa là ảo tưởng. Nó giống như thằng Kiệt ở coi như là thằng Ngô Tuấn Kiệt ở coi như là bà bắt trước bà Thanh Hải, bắt trước bà Thanh Hải ảo tưởng mình là mẫu nghi thiên hạ rồi. Mình coi như nói là coi như là vì dân vì nước rồi. Bà nói mấy clip trước quý vị coi không, bà nói là ở tù oan. Ngu trên hai đồng bọn mình ra. Em ở tù là tại anh đó nha, anh khai trước đó. Có 20 tháng 10 này nè, em mới là quốc nè. Còn bây giờ em chưa có quốc mà anh nghĩ đặt lên nước sôi đổ chung trái dứng anh đó, là coi như là anh tự khai đồng bọn mình ra rồi. Cho nên em nói với anh rồi, anh phải tin em. Em quốc là không trượt, mà quốc ai? 20 tháng 10 có em quốc ai? Bả là giống như Chúa rồi. Đó là xưng là công nhận mình là Chúa là Phật rồi. Phán xét là Chúa Phật còn chưa phán xét ai, mình là cái gì mà phán xét bà, có như là cống cao ngã mạng. Bởi vì sư mới nói sư lên đây là để dạy dỗ bà, để cho bà câm cái miệng bà lại đi đó, bà bớt nói lại đi, con ếch chết gì cái miệng. Bà sẽ bị cái miệng này mà bà thân bại danh liệt đời đời kiếp kiếp, mà bà coi như là hùng chết để da, người ta chết để tiếng đó, cái này tiếng xấu tiếng nhơ muôn đời. Bà làm được một hai việc, bà làm được một hai việc đó, nhưng mà tiền đâu ra chưa chắc. Mình sống trong cái cuộc đời này mình phải có lý trí, mình phải có sự kiên định, và mình đừng để người ta thao túng tâm lý của mình. Bởi vì những người như vậy thì không làm được chuyện lớn, vì người ta vừa nói là mình bị dắt rồi đúng không, mà ngộ cái là em đã xúc phạm gì tới ai đâu mà cứ dễ đặt như nước sôi đổ lên giá anh á. Cho nên em kỳ này quyết định gửi cho anh Lâm cái quần chiếc lọt khe để lòi hai cái trái dứng ra ngoài cho nó bớt nóng. Trời em biết anh bực bội em lắm rồi đúng không? Bữa nay ngày rằm em không muốn nói bậy rồi, em nói bậy hà. Em là thích anh ghê, còn anh là thích sân si nè, thích đủ thứ nè đúng không? Nhưng còn em thì bữa nay là em lấy cái nickname của em là thích anh ghê. Em nghe anh chửi em mà em sướng cả người. Bà này á, coi như là ở Việt Nam nó gọi là gái giang hồ, coi như là gái coi như là hạng sang đó. Bà có bản lanh lợi khôn ngoan, bà xâm lợi khôn mà khôn quỷ quyệt chứ không phải khôn ngoan. Bà khôn quỷ với lanh lợi có, nhưng mà không có cái kiến thức, không có trình độ, không có cái trình độ đó. Nói thiệt á,
mà không có cái trình độ, cũng như đặt cái bản nhạc T30 đó của Chế Linh đó, cái bản nhạc đó sư dám chắc sư nghe cái lời đó xong rồi tại đệ tử nó gửi, bà không có trình độ mà làm được. Xí xí cho Ly nó leo vô cái hàng chú hai nãy giờ kia chú nói mà cười không nhặt được mồm luôn. Thầy bà gì vậy, mặc áo của nhà tu đồ mà nói chuyện gì đâu mà trời đất ơi, đủ thấy trình độ của chú hai nó ở tầm nào rồi đó. Này là tầm ngoài vũ trụ luôn á, tầm giải ngân hà, tầm thiếu dưỡng khí á, tầm phào tầm bậy tầm xàm bác xế. Bởi vậy cô Hằng khịa lại cười đau bụng. Là một con đàn bà mà phải chăng là không biết, phải chăng là coi như là lỗi chính mình, phải chăng là cái chàng ơi, anh phố bôn xa ở đâu anh lụm lên một nhân vật tên nó đặc biệt mà nó chất lượng dữ thần ngôn vậy không? Ổng cứ liên tục lạc trôi rồi anh phải chèo xuồng anh kéo ổng lại. Mà cũng nhờ vậy chú hai này nhận được 5 cái quần lọt khe chứ bù giỡn. Theo sư thì sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà bà này là con gà chứ con heo. Con gà với nhau thì nó bự hơn. Con tét con tôm, con gà là bị người ta cắt cổ sát kê hết hầu, con heo sẽ bị người ta làm thịt. Mặt là nó làm thịt. Thì khi bà ấy nói như vậy, thì bà ấy nói có ảnh hưởng gì tới sư Minh Tuệ không? Coi bộ chú hai lo cho cô Hằng của con quá hen. Cô Hằng ơi, sao cô hào phóng tặng ổng tới 5 cái quần slip dữ vậy? Tại vì sao biết không, em đỡ nghiệp, anh gánh giùm em. Em chỉ tội cho cái áo cà sa anh mặc vào, thiệt tình là tội cái áo nó ghê vậy đó. Nhớ nha, em sẽ gửi qua anh nhớ nhận hàng và shipper về cho em một cái son cũng được. Còn nếu anh có ra khỏi thì chỉ theo em nè, em đi diễm dụng em theo anh. Hai đứa mình thích nhau được không? Sư, quý vị nghe không? Cái lời bà nói là các sư thấy bà là bà coi như là hấp dẫn, bà đẹp mà, đó, bà hấp dẫn coi như là mê bà, mê tiền và mê sắc đẹp của bà. Bà nói là, bà nói ai? Bà nói ai? Có người chứ đâu có phải là sư nào cũng như vậy đâu. Đó, bà nói bà phỉ báng coi như là tăng. Đó, bà phỉ báng là tăng lời các ông nói các thầy mà, các thầy chùa mà. Bà nói rõ ràng các thầy chùa là ai? Phải nói rõ ràng chứ, thằng nào ra thằng nấy chứ, coi như Nhật Từ, đó Nhật Từ hay là Trần Quang hay là coi như là Thái Thích Trúc Minh, phải nói rõ ràng Dưỡng Đức hay là thằng nào, phải nói rõ ràng chứ. Bà nói bà quơ được cả năm sao vậy được nội, chứ đó thôi là mất dạy rồi. Đó là đối với các tăng này, mất dạy đối với các tăng. Bà là cái gì đó, bà ra tù bà mặc thù lù giống như con heo vậy, mà nói là sexy người ta ham muốn là như thế nào, là người ta nói là ham muốn như thế nào. Chúng ta có nên nói về cái vấn đề rồi, phải nói thẳng, tại vì bà nói như vậy mà. Chú hai nói mà không nhìn lại mình, chú hai mì nhòn quá hen. Trời ơi, chú hai nói người ta xúc phạm này nọ, mà cái lời nói của chú hai kìa, nó có ra cái đám hồn không có văn hóa miếng nào chưa. Bận kháo như vậy rồi ăn nói như vậy đó. Thầy khuyên với lại những người phụ nữ, đó là Phật tử, nhất là những phụ nữ sồn sồn có nhiều tiền thì các thầy thì kính trọng lắm, nhưng mà điều thấy không, các chục bố luôn không? Rất là dễ dụ bồn bát. Cái điều đó bà Hằng khuyên các vị phụ nữ có đúng hay không, có chính xác hay không? Vì bà nói bà cũng chính bản thân bà cũng đã gặp những thầy tu thả tiên trùng trục này nọ rồi là vậy đó. Rồi bà nói gì tức là cả, tức là đổ cả nắm rồi bà có là cái điều đó là nhiều cái điều đó là khuyên các người phụ nữ cũng là một cái điều vậy. Bà nói ở Việt Nam rồi bây giờ giáo hội phải coi cái lời nói của bà nói như vậy có đúng không? Toàn là mấy vị sư ở Việt Nam là coi như là gặp gái là coi như là kiếm mấy bà già sồn sồn để tùy người thôi, cũng tùy người thôi. Thì tùy người, bà nói người nào có người chứ, tại sao bà quay đũa cả nắm thì được? Người nào bị trúng thì người đó phải nhột. Đó thì bởi vậy nó có tịch là rụt rịch. Thì bà mà đồng ý, bà đồng ý hết mọi người. Không, tại vì bà là một người là bây giờ rất là hot trên cộng đồng mạng. Cái lời nói của bà rất là nguy hiểm vô cùng. Bà nói gì bà mạ lị tăng đoàn, bà mạ lị tăng đoàn, bà coi như là phỉ báng. Rồi bà nói sư Minh Tuệ như vậy đó, bà nói sư Minh Tuệ, bà phán là không có chặt. Là 50% đúng, 50% sai, là sư Minh Tuệ sẽ có 50 cái sai và 50 cái đúng. Chú hai ơi, 50% với 50 cái nó khác nhau nha. Chú không phải bắt bẻ con chữ gì chú chứ sao lên chương trình phát cho năm châu bốn bể mà nói xàm dữ vậy. Cỡ chú cô Hàn Quốc có một cái clip à, là thôi như chú méo mặt rồi. Anh nữa đây em đặt nha, anh hỏi mọi người đi đi. Ừ là đẹp đó. Quá không đẹp. Quá đẹp lắm nha. Chẳng những đẹp mà còn gớm gũa nè. Ai biết đi tu ngu nè, ngu nè. Đi tu nói bậy thêm tội nè. Đừng có tu. Tu cái tâm, tu cái miệng nè. Mặc cái áo cà sa đi chửi người ta. Anh giận em, anh nói riêng mình em nghe thôi lên phun lúc mấy anh chửi trộn trên phố Hồ Sa, anh chửi em nhiệt tình. Cuối cùng anh bị những người ra chửi em sặc mặt luôn. Rồi đau lòng quá đi. Anh bị người ta chửi mà em cảm thấy em đau lòng. Bớt lại đi nha, tội lỗi lắm. Nói tầm bậy.
người ta tu, người ta dùng cái thân giáo để hóa độ chúng sanh, người ta không cần nói nhiều, người ta dùng cái thân người ta thực hành, người ta có như đầu trần chân đất, đó đó, hành khất độ sanh, đầu trần chân đất, hành khất độ sanh, đó, đi sinh để độ chúng sanh, không dùng lời nói, dùng cái thân giáo để mà hóa độ chúng sanh, đó truyền giáo, đó khẩu giáo, thân giáo, dùng cái thân giáo để làm lợi ích cho chúng sanh, mà mấy người ngu làm sao mà hiểu được. Bà không có kiến thức, bà không có trình độ, nói chung là bà này không có trình độ. Bà công nhận bà có cái miệng lưỡi rất là lanh, mưu mô xảo quyệt, có đó, bà hơn người, bà hơn người, tại là bà gái giang hồ mà. Ở Việt Nam nó nói bà là gái giang hồ, chúng ta lại không, mấy chục năm rồi chúng ta không nên nói bà là gái giang hồ, gái hạng sang. Bởi vì nên cái đó lời của Phật tử nói chứ đâu phải lời sư nói. Sư lặp lại để cho bà biết, bà nói người ta, ai nói bà? Bởi vậy bà quật sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ có nghĩ là những lời nói này phải quật lại bà không? Đó, tại vì bà nhìn vô cái gương đi. Look at you the mirror. You smile, your reflection, we smile back. You angry, we angry back. So you are what you do, and you are what you think, they will come to you. Ủa chú ai đang nói gì vậy? Ai đang muốn understand? Trời ơi, cứ như là cô Phương Hằng làm mất sổ gạo của chú hai gì đó. Làm gì mà tức tưởi mà nói mà tâm hớp vậy hả? Nè nha, cô Phương Hằng chưa có nói gì về thầy Minh Tuệ hết trơn đó. Nhưng mà chú hai nói về cô Phương Hằng hơi bị dữ rồi đó nha. Rất là xứng đáng nhận được 5 cái quần. Nhưng mà em nói anh nghe nè, anh giận em, anh đứt, anh đột quỳ, anh đứt lưng máu, có ngày anh đi luôn đó. Chờ mặc cái 5 cái quần slip em gửi qua là muốn đi đi nha. Rõ ràng là em vậy nha. Xét người ta rồi. Tâm chưa tỉnh sao đắc đạo được sư? No problem at all. Sư là chỉ nói những điều công tâm. Đây là mấy người bỡ đích bưng bô của bà thì sư không nói, không dám nói. Còn sư dạy bà nên chấm dứt ngay cái hành động, cái việc làm, lời nói ngay. Chỉ vậy thôi. Ý trời đất ơi, ăn nói như vậy mà đòi dạy ai? Hả chú hai ơi, cái này không phải là tâm chưa tịnh mà cái nết nó còn tưng vậy đó. Chứ tâm gì, làm gì có tâm, thấy tâm đạo làm gì có mà sư với sư. Chú hai một hai nói cô Hằng ảo tưởng mà coi chú hai ảo tưởng hai gấp trăm ngàn lần người ta nữa đó. Chiếc áo không có làm nên thầy tu chứ bộ khoác chiếc áo lên vậy rồi cái tưởng mình là nhà sư thiệt hay sao mà sư với sư. Rồi tự nhiên phong mình làm sư vậy cái rồi cho mình có khả năng dạy người khác, cấm người khác hả? Sư lên cái đài này là sư dạy bà chứ không phải là sư sân si gì hết. Đó một người thầy dạy cho đó là bà. Chưa biết câu chuyện thế nào thì bà sẽ sửa lại liền, để nói cho bà sửa lại. Thế nào mà sư đã phỉ báng đến một người phụ nữ? Không, sư đâu có phỉ báng, sư dạy. Đâu có phỉ báng, bà là cái gì mà phỉ báng? Bà là con tép, bà là con gà, con heo thôi. Bà là nói thật, bà con gà là tại sao? Con gà là bà bị sát kê hết hồn, là giết gà để dọa khỉ. Thiệt tình là không có một miếng viên dùng, không có một miếng giáo dục nào luôn đó. Trong những cái lời nói như thế này, ông lột áo xuống giùm đi, ông phỉ báng chiếc áo của nhà Phật quá luôn nha chú hai ơi. Ông ở cái xứ sở văn minh mà ông lấy cái nhan sắc, cái thân người của phụ nữ ra ông phỉ báng như vậy đó. Thứ hai là bà có như bây giờ còn con heo à, bà mập, nó sợ lập thích. Không nói như thế thôi sư. Ừ, sư nói thẳng liền. Tới ngoại hình của người phụ nữ chúng ta đó, không làm như thế. Sẽ làm thích liền. Đó, răng đã, đối với những người giang hồ, mình phải nói như vậy. Sư đã từng giang hồ qua. Sư đã mấy chục năm rồi, đó, 41 năm về trước thì đó, vậy đó, 26.000 con người ta trong tay sư nè. Đó, quý vị không hiểu đâu, sư đã từng, bởi vì giang hồ, mình nói chuyện với giang hồ, bởi vì nên đó. Bởi vậy cho nên cái quá khứ của sư tưởng sao cũng có đẹp đẽ gì cho cáp đâu, mà lại chê cái quá khứ của bà Phương Hằng, rồi chê thân hình của bà Phương Hằng, rồi nhìn lại thân hình sư coi, trời, ta nói nó mi nhon hết sức. Tưởng sao khoác chiếc áo nhà sư lên rồi cái... Bá giang hồ, tôi cũng giang hồ nên là hai người giang hồ nói chuyện với giang hồ. Đúng thiệt, nãy giờ nghe qua không thấy một cái miếng từ bi hỷ xả nào hết trơn á, mà nghe giống như chửi lộn gì đó. Tu tăng thích Minh Tánh, Minh Tánh mà, Minh Tuệ, sư là sư huynh, bởi vậy nên á đồng đạo bạn lữ với nhau, sư có một cái là sư chia sẻ. Du này là đại du hay là du thủ du thực vậy chứ du tăng gì? Chàng ơi, còn so sánh mình với sư Minh Tuệ nữa, đặt ngang hàng, à không, đặt trên luôn chứ, sư huynh gì nữa chứ. Nghe thiệt, có khiếu hài. Ta nói 5 cái quần cô Hằng tặng là chưa có đủ cho, đâu. Cho em mình, đó cho người đồng đạo, người bạn lữ, đó là sư, đó tăng đoàn, để cho một con đàn bà sỉ nhục, coi như là sỉ nhục. Nó nói sỉ nhục, quý vị thấy trên đài nó nói như thế nào, nó giống như Chúa với Phật không, nó phán xét sư Minh Tuệ, vậy đó. Đó, phải sửa cái lời nó lại. Thì, nó nói 50 cái sai. Tất nhiên là
Sư Minh Tuệ là làm rất là nhiều điều sai rồi, 50 cái sai rồi, rồi có 50 cái đúng là khác nữa. Nhưng bà ấy chưa nói cụ thể ra điều gì mà thưa sư. Thì bước rồi, nói tuyên bố rồi, tuyên bố rồi, 50 cái sai mà cái sai gì? Bà đó, chưa nói bây gì giờ sư tự, thí dụ như bà nghe cái lời nói của sư, và bà sẽ sửa lại cái cách để bà, mà Hằng con phải kiếm cái lời nào á để biện luận lại đó để cho người ta yên lòng nha, chứ con nói bậy bạ đó là con mất xác luôn á. Và cũng nói với quý vị một lần nữa, tôi vẫn bảo luôn cái câu nói quốc không trượt khác nào và quốc ai đầy đủ bằng chứng. 20 tháng 10 tôi không bao giờ phụ lòng quý vị đã yêu mến tôi, và tôi không bao giờ là người phát ngôn bậy bạ. Khó nghe một chút mà chịu khó nghe thì sẽ thấy cái câu chuyện nó thật là hấp dẫn. Tôi không phải là hồ đồ, tôi trả giá cho 2 năm 6 tháng tôi đã lắm rồi. Chẳng lẽ tôi nói luôn anh Tony Phạm nha, hồi xưa giờ anh chửi tôi nhiều lắm nha, bữa nay anh bớt thông minh đi nha. Tôi nói gặp hoàng thượng đế chứ tôi đâu có nói anh hoàng hậu hoàng thượng đâu. Tôi chỉ là ăn cắp cái mô hình trên đó để tôi về tôi trồng chuối thôi, mà anh cũng lên nói trời ơi bàn luôn. Bớt đi nha anh Tony Phạm, mất lòng tôi lắm như chưa. Ngày xưa chửi tôi dữ lắm nha, bây giờ không biết Minh đi chửi nhưng mà trời thông minh bớt rồi đi, bớt thông minh rồi đi. Trên Ngọc Hoàng, Hoàng hậu, Hoàng thượng thì chỉ có Thượng Đế thôi đúng không? Ai biểu anh thông minh chi? Bây giờ tôi sẽ đi trồng chuối nè, tôi sẽ rủ mấy người mà ở tù mới vừa về đó, tại vì người ta có kỹ năng trồng sẵn rồi, người ta về nó làm cho tôi nè. Vậy mà anh cũng đón ra bậy bạ ghê, trời giận ghê nha. Còn anh ABC nữa nha, nhiều chuyện lắm nha, biết tôi đất con nha, biết nhiều nhiều, hơi bị nguy hiểm đó. Nhớ nha, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi chấp hết. Ai muốn quay xe, đâm xe, lũi xe thoải mái. Tôi không xin ai, tôi không mượn ai, tôi không nhờ ai hết. Nợ tôi giờ tôi không có luôn. Giờ tôi còn đóng kim cương, đóng một sòn, tôi cho thiên hạ được không? Cho các thành viên, tôi cho người nghèo, cho trẻ em bệnh tật. Lý tưởng sống của tôi đâu có đi quyên góp ai đâu mà quay xe với đâm xe. Đúng rồi. Trời ơi, mình sống mình phải có chính kiến, mình đừng có bị người ta lùa vài câu vậy là sao? Mất ăn mất ngủ gì mà hàng trội, chứng tỏ là tôi quá quan trọng. Mình bị người ta thao túng tâm lý. Rồi mình bị số con bày đàn. Yêu nước không phải như vậy mà phải có chính kiến đàng hoàng. Đó là lý tưởng sống của tôi, và hôm nay tôi nói vài câu. Và hôm nay ngày rằm trời lửng chọc tôi chửi mất rồi, tôi không có môi gì là Phật là lợi tội. Nhớ nha, anh thích vô cơm em sẽ giúp hàng gửi cho anh. Rồi đó, bây giờ mọi người đó chia sẻ đi, chia sẻ đi, lâu lâu tôi nổ cho anh cái anh YouTuber có việc làm. Người á thì làm á thì biết ơn tôi, người thì lên chửi tôi để kiếm tiền cũng ăn. Trời ơi, tôi đau lòng quá đi. Nha, anh yên tâm đi, tôi sẽ gửi cho anh 5 cái quần slip lọt khe cho anh, loại 2 cái trái dứng anh ra cho nó mát, nên anh mất khùng. Nha, tôi nói thật, đàn ông nghe anh chửi tôi mà còn xót xa huống chi là chồng của tôi nha. Tôi nói rồi, cái gì cái đâu đó đàng hoàng bình tĩnh. Còn đó, 20 tháng 10 còn có mấy ngày nữa thôi. Tôi không bao giờ phụ lòng mọi người đã yêu mến tôi, và bản thân tôi không bao giờ hồ đồ vì tôi 50 mấy tuổi rồi. Nhưng mà nhớ nha, đừng có chơi dìm hãng ngoài, tôi đẹp lắm nha. Đẹp lắm nha. Đẹp tôi ơi, bỏ áo xuống đi, về chơi với em nè, vui lắm. Đúng không? Làm gì mà tức lắm nổi mà giá chảy nước nó gọi là mồ hôi luôn vậy. Đúng không? Cho nên nó mấy anh chụp hình đưa cho tôi đàng hoàng nha, trời tôi đẹp rực rỡ nha. Đẹp dễ sợ, đẹp dễ sợ. À, Ly Mạo muội đoán là chắc cô Hằng có lẽ không phải là cái gu của chú hai thích mai táng, à lộn, thích manh tính, à không, thích minh tánh ha. Thì nên mới chê cô Hằng dữ dội như vậy. Nhưng mà hy vọng là 5 cái quần mà cô Hằng gửi cho chú hai thì sẽ đúng gu với chú hai. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem cái chương trình ngày hôm nay của Ly. Quý vị thích thì hãy tặng cho Ly với lại cô với lại chú cái like nha quý vị, ủng hộ tinh thần. Thật sự là câu chuyện ngày hôm nay coi cười mệt.